trình diễn của câu lạc bộ đèn cao buồn. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa. 54 dân tộc khắp nơi đoàn kết xếp lại theo lời Bác dặn, giữ gìn đất nước ngàn năm, rạng danh dân tộc Việt Nam anh hùng. Xin mời quý vị cùng đón xem bài múa bông hoa đại đoàn kết do câu lạc bộ văn nghệ phụ nữ thôn nhà biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Việt Nam vững bền.